thoáng không mà mắc bỏ bằng hai vậy.
10.000 một cân bên này 30.
Với gần đài mới là ba. Đi thúc cá này được, được thì thôi mình cứ thúc thúc. Nè, được thì ăn, không được thì thôi. Như thế mới không khí đời người chứ. Đấy. Tội gì nhỉ? Ăn ngon à? Vô. Cháu ở đâu? À, lo kinh mơ cả. Bây đây lầy mắc lượm lượm lắm mắc họ. Chụp bắt đấy nhỉ. Họ đây. Bắt bò này ăn được không? Thank you.